Vâng, xin chào toàn thể các bạn. Hôm nay mình sẽ lắp màn hình Kogamichi C860 phiên bản hoàn toàn mới cho xe Hyundai Santa Fe 2017. Thì như các bạn đã biết là đây là màn hình Kogamichi C860 mới nhé. Về thiết kế bên ngoài thì không có gì thay đổi. Tuy nhiên là cái thay đổi lớn nhất của màn hình này đó là con chip. Con chip được thay đổi với con chip mạnh mẽ hơn với 8 nhân và chạy với tiến trình 12 nanomet. Con chip trước đây thì là 8 nhân của nó thì là đồng loại 1 nhân, nhưng mà con chip này thì 2 nhân và cộng 6 nhân. Thì cái này thì mình sẽ đưa thông tin ở trên trang web của mình để cho các bạn tham khảo. Còn về mặt trước thì là con này được tích hợp màn hình QNET nha nha. Nó sẽ rất là nét và rất là mượt, hình ảnh nó rất là sâu. Ở phía sau này thì nhà sản xuất đã tích hợp thêm cổng HDMI để anh em dễ dàng độ thêm các thiết bị, ví dụ như màn hình gối hoặc là màn hình trần, sẽ cho cái hình ảnh siêu nét của HDMI thì anh em biết rồi. Đây là âm thanh sợi quang. Và con này thì được tích hợp Wi-Fi 5G nha anh em. Tốc độ rất là nhanh. Rồi ok, bây giờ mình sẽ lắp cho xe Santa Fe. Vâng, như các bạn đã thấy thì mình đã lắp đặt hoàn toàn xong bộ màn hình Kogamichi C860 bản nâng cấp mới nhất cho xe Hyundai Santa Fe 2016. Thì bây giờ mình sẽ bắt bóc cái tấm ni lông bảo vệ màn hình ra nha. Màn hình này sẽ có hai lật ni lông bảo vệ màn hình. Cái lượt này thì sau khi anh em lắp đặt xong, anh em sẽ bóc cái lớp ngoài này ra. Thì bên trong nó sẽ còn một lớp chống xước ở bên trong nữa cho màn hình. Nên anh em yên tâm sử dụng nha. Rồi ok, đã bóc ra rồi. Anh em thấy là màn hình nó rất là nét, bởi vì đây là màn hình công nghệ mới nhất với tấm nền QNET được tích hợp tại đây. Và hình ảnh của nó rất là sâu. Mình sẽ mở một đoạn video để anh em xem. Đấy, anh em có thể xem đấy là mà cái độ sắc nét của màn hình này. Hình ảnh nó rất là sâu. Với cái việc nâng cấp của màn hình này thì cái cấu hình của màn hình cũng đã được thay đổi mới hoàn toàn khi mà con chip đã được thay đổi. Đây là cấu hình mới của màn hình. Anh em có thể thấy là phiên bản Android 10 là phiên bản mới nhất rồi. Mới nhất hiện nay ở trên thị trường rồi. Đây, CPU chip đã được thay bằng chip mới và RAM là 3GB và bộ nhớ trong là 32GB. Đây là toàn bộ cái version của máy. Anh em có thể thấy là nó đã được thay đổi hoàn toàn mới. Với con chip này thì cái độ mạnh mẽ của màn hình này nó sẽ được tăng lên rất là nhiều khi mà con chip đã cải tiến từ cái tiến trình 14 nanomet lên 12 nanomet. Nhiệt độ khi nó hoạt động cũng rất là thấp, cho nên là máy nó sẽ rất là bền, màn hình nó sẽ rất là bền. Ngoài ra thì màn hình này còn được tích hợp thêm Vietmap Assassin. Anh em thấy ở đây, cái phần mềm này thì có thể điều khiển giọng nói và anh em có thể còn định vị xe của anh em. Đây là Vietmap S1. Tất cả phần mềm này đều là bản quyền của Vietmap anh em nhé. Anh em có thể thấy. Ngoài ra thì các chức năng của màn hình Kogamichi vẫn được giữ nguyên. Ví dụ như là điều khiển giọng nói của Kogamichi thì ở đây vẫn được giữ nguyên. Và các chức năng khác ở trên xe này vẫn được giữ nguyên. À, có thêm một cái thay đổi một chút nữa là giao diện của nó có một chút thay đổi khi mà được cập nhật lên cái
phiên bản mới này thì anh em thấy là khi mình vuốt cái màn hình này xuống thì nó đã được Việt hóa gần như là hoàn toàn, và nó cũng thay đổi cái chế độ report ở đây, và các cái icon ở trên này nó cũng đã thay đổi rồi. Ngoài ra thì cái bộ DSP này nó cũng được thay đổi giao diện, thì anh em có thể nhìn thấy ở đây bộ điều chỉnh DSP này thay đổi, nó chỉ thay đổi giao diện so với phiên bản cũ thôi, chứ còn chất lượng âm thanh thì vẫn được giữ nguyên. Ở sau đầu thì mình đã giới thiệu với anh em là nó được tích hợp thêm HDMI để anh em có thể độ thêm các màn hình với độ nét Full HD. Đó, thì màn hình Kogamichi C860 mình đã giới thiệu qua rất nhiều các video khác rồi. Mình chỉ giới thiệu các cái nâng cấp ở trên phiên bản này thôi. Anh em thấy cái màn hình này như thế nào? Có xứng đáng để anh em quan tâm không ạ? Anh em quan tâm thì liên hệ số hotline mình để ở bên dưới nhé. Và đừng quên cho mình xin một like, một subscribe và một nút chuông để mình tiếp tục làm các video giới thiệu khác đến anh em. Xin cảm ơn anh em và chào anh em.